Hello, chào tất cả mọi người. Hôm nay nhà vườn chúng em xin giới thiệu về cái giống chuối tây Thái Lan giống bên nhà em. Thì hiện tại là cái số lượng buồng chuối bên nhà em thì bây giờ là đã chỗ được gần như 100% rồi, và cái cây chuối thì cũng chuẩn bị đánh bán được rồi. Thì em cái hàng chuối bên nhà em thì hàng cách hàng là 3 mét, còn cây cách cây ấy, thì là 2 mét rưỡi. Đấy, khoảng cách thì bây giờ là trồng nó cũng gần như là cái khoảng cách chung rồi, thì nhà vườn nào cũng biết. Đấy, thì bên nhà vườn chúng em là cung cấp cả chuối giống cả chuối buồng cho tất cả mọi người luôn. Thì cái ở đâu có xe xe đi được thì nhà vườn chúng em là gửi hàng đi được tới nơi luôn. Thì có bác nào mà có nhu cầu mua chuối giống ấy, thì cứ alo cho em theo số điện thoại là 0779 335 899. Em tên là Thảo, em ở khu 6 xã Xuân Huy, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Chào tất cả các bác nhé.